Khi mà tuổi già có hai việc mà các bác càng ích kỷ thì sẽ càng tốt. Đối với người dân Việt Nam luôn luôn sợ cái từ ích kỷ, vì đấy là sống lối sống dành cho mình, không nghĩ về người khác. Và chúng ta luôn luôn được dạy là chúng ta phải sống vì mọi người, chúng ta phải vì người khác đấy, phải quên cái lợi ích cá nhân đi và dành cho tập thể, được ăn mòn vào trong cái tiềm thức của người Việt Nam rồi. Nhưng có một cái mà mọi người không biết, chính là chúng ta không thể cho ai bất kỳ một điều gì nếu như chúng ta không có cái đấy. Mình không thể cho người khác cái sự hạnh phúc, cho người khác cái sự kiêu mang, hay là cho người khác cái sự an toàn, cái sự giúp đỡ, nếu bản thân mình cảm thấy không bình an, cảm thấy không hạnh phúc và cảm thấy nó không được an toàn. Khi mà các bác đã quá lớn tuổi rồi, cái mà cháu thấy và khi mà cháu quan sát về cuộc sống ở bên ngoài, chắc ghép vào trong những cái câu chuyện cháu nghe với bệnh nhân hàng ngày, thì cháu thấy như thế này. Một là các bác không bận gì mà phải phục vụ con cháu thêm nữa. Lúc này đến khi mà tuổi về già, các bác đã dành 2 phần 3 cái phần đời phía trước rồi. Nào là nuôi con, lo cho con ăn học, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, ốm đau, tất cả mọi thứ mình đã dành dụm, mình đã không dám ăn tiêu, thì bây giờ hãy cho phép bản thân mình được ích kỷ. Đấy chính là ngừng hỗ trợ nếu như bản thân mình cảm thấy không khỏe. Cháu thấy có rất nhiều, mà cả bản thân mẹ, bố mẹ cháu cũng sẽ gặp cái sai lầm này, đấy là cứ cố gắng giúp đỡ con cháu trong những cái lúc mà mình rất là mệt rồi, cố gắng đi chợ, cố gắng đi kiếm tiền. Nhưng có mọi người có biết rằng là cái cảm giác ấy, mà bây giờ nếu như mà tao không đi làm ấy, thì đấy tao sẽ phải phụ thuộc vào chúng mày, tao sẽ phải xin tiền chúng mày, hoặc là như thế thì tao sẽ cũng ít nhất là tao cũng sẽ tự lo được cho bản thân tao và tao không phải cần nhờ đến con cháu. Nhưng mà đâu có biết rằng mình càng cố như thế thì cái bản thân cái sức khỏe của mình nó bị ảnh hưởng. Bây giờ mình đã già rồi, cái việc mà cháu thấy cảm thấy nó tốt nhất và một cái khoản tiết kiệm to lớn nhất cho con cháu chính là sức khỏe của bố mẹ. Bởi vì mọi người đơn giản thôi nha, chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh thôi đã là một cái sự hậu thuẫn cực kỳ to lớn đối với con cái rồi. Ít nhất nếu mà các bác sợ phiền, làm phiền con cháu đúng không, thì khi mà mình không ốm đau, con cháu đã không phải mất nhiều thời gian để chăm sóc mình. Khi mà mình không ốm đau thì con cháu cũng phải yên tâm công tác, nó sẽ phát triển được sự nghiệp, nó phát triển được gia đình của nó tốt hơn, bởi vì nó không phải lo là bố mẹ đi viện như thế này, tiền tiền thuốc, tiền thang, tiền khám như thế nọ thế kia, đúng không? Nên là mình cứ bảo vệ cái sức khỏe của mình đầu tiên, nói rằng hôm nay mẹ mệt, hôm nay bố mệt, cái này thì để hôm khác làm, không sao cả, mình đã làm 2 phần 3 cuộc đời rồi thì 1 phần 3 cuộc đời còn lại quay về chăm sóc cơ thể mình. Chăm sóc cơ thể mình và cái giúp đỡ con cái lớn nhất chính là bảo vệ cái sức khỏe của mình và để cho con cháu yên tâm làm việc, yên tâm công tác, đấy là một trong những cái quá tuyệt vời rồi. Và cái thứ hai cháu thấy là các bác cũng nên ích kỷ một chút, đấy chính là luôn luôn dành cho mình một cái khoản gọi là bất di bất dịch, và mỗi một tháng con cháu có cho hay tiền lương hưu hay cái tiền mình đang làm ra vứt vào cái quỹ đen quỹ đỏ đấy để làm gì, để trong trong bất kỳ cái hoàn cảnh như thế nào các bác có thể lấy ra, mình có thể tự lo được cho cái việc mà mình đi viện, mình lo mình mua thuốc, mình lo mình muốn làm gì thì mình làm, và tuyệt đối không động đến cái đấy, coi như là vứt vào đấy, để trong những cái trường hợp bất khả kháng thì mình lấy ra mình dùng thôi. Chứ còn nếu như mà có bất kỳ là con cháu lúc đấy nó bảo con cần phải đầu tư làm ăn, con cần phải làm như thế này như thế kia, không được động đến cái khoản đấy, coi như mình ích kỷ đi. Nhưng cái ích kỷ đấy để làm gì? Mình phải thương lấy bản thân mình trước tiên. Bố mẹ có thể thương con vô điều kiện, một mẹ có thể nuôi 10 con nhưng 10 con chưa chắc nuôi nổi một mẹ, là vì như thế. Khi mà bất kỳ một trong những hoàn cảnh nào mình mà đặt cái sự phụ thuộc của mình vào người khác, đấy là mình dại rồi. Thì lúc này các bác ích kỷ một chút, giữ cho mình một cái khoản tiền nho nhỏ để phòng thân trong những cái lúc mà mình vừa có sức khỏe, mình vừa có một cái khoản nho nhỏ như thế, thì các bác sẵn sàng có thể đối đầu với rất nhiều thứ. Và khi cái tuổi đời của các bác đã đi qua tận 2 phần 3 cuộc đời rồi, có quá nhiều các biến cố ở trong cuộc đời rồi, các bác sẽ thấy không có gì quý hơn là sức khỏe, và cũng không có gì quý hơn là tự chủ về tài chính.